Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại nhà của chú Phương Tấn ở tại Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Vừa bàn giao cho nhà bác một chiếc sập và gỗ hương. Đây là bác chủ nhà nhé. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của bác thôi. Bác vừa lấy chiếc xe mới xong. Đó, thì chiếc sập và gỗ hương ở chúng tôi bàn giao ở trên tầng 2 nhà bác đây, ngôi nhà của bác này quý vị thấy rất là rộng. Đó, tôi sẽ vào quay chiếc sập trên tầng 2 cho nhà bác cho mọi người xem nhé. Không có phải là thơm trên. Trên nó phải phình hơn thế này. Đúng rồi. Trên nó phải phình nha. Phình thì bên đấy lại mỏm. Không được, để đi đâu. Đây năm ngoái là bác đã sắm một chiếc sập thờ đây. Có một năm sau mà lại lên ô tô với cả là các cụ phù hộ rất tốt không? Các cụ phù hộ mới lấy được của chú mới đưa về để trưng cho các cụ. Trưng là cái này vừa đẹp vừa bạn. Bán cái đồ gỗ, hôn hồ. Nào khác, đi về nữa, cả.